Quang Linh Vlog bị soi dùng ảnh cưới với Thùy Tiên làm hình nền điện thoại, thuyền không đẩy tự cập bến. Thuyền Thùy Tiên, Quang Linh Vlog muốn chìm cũng khó. Mới đây, trong buổi giao lưu với khán giả trên mạng xã hội, Quang Linh Vlog bất ngờ để lộ hình nền điện thoại. Đáng chú ý, lại là ảnh chụp chung với Thùy Tiên. Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng khiến ai nấy đều thích thú. Cụ thể, ảnh nền điện thoại Quang Linh trông giống y như bức ảnh cưới được các thuyền trưởng ghép mặt anh với Thùy Tiên trước đó. Quang Linh bảnh bao trong bộ vest lịch lãm, còn Thùy Tiên hóa nàng thơ trong bộ váy cưới màu trắng tinh khôi. Thùy Tiên được khán giả yêu quý bởi tính cách hòa đồng, thân thiện. Cô thường xuyên tương tác với khán giả trên mạng xã hội và không ngại chia sẻ những tình huống cười bể bụng. Những tình huống khiến dân tình hào hứng không thể kể đến màn đẩy Thùy Tiên, linh nhiệt tình của cư dân mạng. Kể từ sau chuyến từ thiện tại Angola, Thùy Tiên, Quang Linh Vlog là một trong những couple được người hâm mộ đẩy thuyền đầy quyết liệt. Cách đây không lâu, Hoa hậu Thùy Tiên đã có chuyến thiện nguyện tại Angola và người đồng hành cùng cô trong suốt chuyến đi chính là ekip của Quang Linh Vlog, một YouTube người Việt sống tại châu Phi. Xuyên suốt chặng hành trình, cả hai đã có nhiều biểu hiện ngại ngùng và vui vẻ như cặp đôi mới yêu khiến dân tình ship lấy ship để trên mạng xã hội. Cả hai không chỉ được nhận xét là có tướng phu thê, cùng chung suy nghĩ và hơn cả chính là cùng mang lại những nguồn năng lượng rất tích cực đến khán giả. Tuy nhiên, Thùy Tiên nhiều lần lên tiếng khẳng định cả hai chỉ là bạn bè thân thiết. Tiên nghĩ đó là một sự may mắn khi Tiên và anh Linh cùng chung một khung hình và tạo ra được một cái giống như là James City phản ứng trong phim, thì mọi người lại yêu thích việc đấy. Tiên cũng rất bất ngờ khi nhận được quá nhiều sự ủng hộ và yêu thương như vậy. Tiên cũng xin đính chính là mình và anh Linh hiện tại đang là bạn tốt,